Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác một xe đạp địa hình gian ATX 830S, một chiếc xe đạp khung nhôm được mang thương hiệu của gian và model là ATX. Bánh là 27,5 inch và bộ chuyển động là full Shimano Atus. Xe là toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nhập nguyên zin 100%. Toàn bộ phần chuyển động thì các bác có thể thấy trên hình đây, toàn bộ là full một bộ chuyển động của Shimano Atus. Xe là size M khung nhôm, model ATX 830S. Thì cái tổng thể của xe thì về cái ngoại hình thì chiếc xe này nó cũng không còn giữ được cái độ đẹp, không giữ độ đẹp nhiều do là qua quá trình sử dụng và luyện tập tại bên nước ngoài. Thì gửi về đây thì nó sẽ bị xuất hiện những cái vết xước này, xước rất nhiều, không còn được đẹp mà. Còn được đẹp lắm, nhưng mà đổi lại thì với cái tầm giá đang bán tại cửa hàng chỉ có là 7,5 triệu. Thì các bác được một chiếc xe đạp mang thương hiệu gian cực kỳ là tốt, thương hiệu rất là tốt, và bộ chuyển động Shimano Atus cộng với cả là bánh 27,5 inch xe này zin zin. Thì cái mức giá là cũng tương đối là rẻ cho một chiếc xe đạp cấu hình nó cũng cao như này. Thì các bác không là mà không quan tâm nhiều đến ngoại hình thì có thể mua chiếc xe này để về luyện tập, để đạp, để luyện tập sức khỏe hay là thể dục hàng ngày rất là tốt, sử dụng rất là ngon lành. Video của chiếc xe thì đây được trang bị bộ Atus, hai tay bấm Atus thành dầu Techo, tay bấm là 9 speed, 9 tương ứng với là 9 tầng lít, và bên này ba tầng đĩa cho xe 27 tốc độ khác nhau. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 74-75 thì phù hợp. Có chuyển động Shimano Atus với 9 tầng lít và 3 tầng đĩa, xe có 27 tốc độ khác nhau. Vâng, và chiếc xe này còn giá bán cho em là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.